Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài số 27, phòng tránh thương tích do ngã các bạn nhé. Rồi, phần 1 là phần khám phá, các bạn sẽ cùng nhau nhìn lên bài tập cho mình nha. Em hãy cho biết những nguyên nhân gây ngã và hậu quả của nó. Ở đây chúng ta có một bức tranh rất là đẹp, vẽ về khung cảnh với các bạn nhỏ đang chơi ở sân trường đúng không nào? Tuy nhiên rằng trong bức tranh này có rất là nhiều những cái trường hợp nguy hiểm mà các bạn thì có thể gặp phải. Đặc biệt đó là bị ngã do nghịch ngợm đúng không? Ví dụ như trường hợp thứ nhất, các bạn ấy làm gì nhỉ? Chéo trượt cầu thang đấy. Như vậy rất là nguy hiểm, nếu như mà bị ngã một cái là các bạn sẽ bị không giữ thăng bằng, các bạn có thể bị ngã ngửa ra đằng sau đúng không nào? Tiếp theo là ngồi lên cửa sổ để trò chuyện, như vậy cũng rất chi là nguy hiểm luôn. Treo lên cây, ôi nhỡ đâu bị ngã thì sao? Và cuối cùng là gì nhỉ? Chạy nhảy vào những chỗ ướt thì sẽ bị trơn trượt. Đó là những cái trường hợp mà bạn có thể bị ngã thường gây thương tích cho chính bản thân các bạn đấy. Như vậy câu hỏi đặt ra là bạn nên làm gì để phòng tránh thương tích do ngã? Hay làm gì nhỉ? Chúng ta không được leo trèo này đúng không nào? Không được trèo lên những cái nơi cao, hoặc là ngồi vắt vẻo lên cửa sổ. Không được trượt cầu thang. Khi đi lại chúng ta phải đi thật nhẹ nhàng, từ tốn, không chạy nhảy, không đi vào những cái chỗ bị ướt và chạy nhanh. Điều đó có thể cho làm các bạn bị trượt chân và bị ngã. Khi đi chúng ta cũng phải nhìn đường để tránh những cái vấp ngã do sỏi, đá hoặc những cái chướng ngại vật. Đề phòng bị ngã bạn ơi, đừng nên chạy nhảy ở nơi trơn nào. Leo trèo thương tích rất cao, có đồ bảo vệ mang vào yên tâm. Các bạn có thể làm gì nhỉ? Mang gì? Mang đồ bảo vệ đấy. Ví dụ như các bạn đi chơi những cái trò chơi như trượt băng này, hoặc là trượt scooter thì các bạn có thể đội mũ bảo hiểm. Hoặc là gì nhỉ? Đeo như phần bao chân, chút phần đầu gối, bao tay. Điều này sẽ giảm thiểu cho các bạn về những trường hợp mà các bạn bị thương tích do ngã nhá. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây thì cũng hết rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần luyện tập và phần vận dụng nhé. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để ủng hộ kênh cũng như không bỏ lỡ bất cứ một video nào nha. Tạm biệt tất cả các bạn.